chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một khách sạn giá rẻ có phòng rất đẹp. Phòng có diện tích 40m², có 2 giường đơn, thích hợp từ 1 đến 2 khách. Phòng được thiết kế nhẹ nhàng, tinh tế, có đầy đủ tiện nghi, có bàn ghế uống nước, có bàn trang điểm, có tivi treo tường. Đặc biệt, phía sau tôi có cửa sổ để ngắm thành phố rất đẹp. Bây giờ tôi sẽ kéo rèm, hãy cùng tôi ngắm thành phố nhé! Phía sau tôi là tủ đựng đồ. Khách sạn có chuẩn bị mì ăn liền, trà, cà phê và nước suối miễn phí. Và đây là tủ lạnh mini. Có để sẵn bia, nước ngọt, phục vụ nhu cầu của quý khách. Bây giờ hãy theo tôi vào phòng tắm để xem bên trong tiện nghi như thế nào nhé. Phòng tắm được thiết kế rộng rãi. Bên đây là phòng tắm kính, có chuẩn bị sẵn khăn tắm phục vụ quý khách. Bên kia là khu vực vệ sinh cá nhân. Bên này có khăn, dầu gội, sữa tắm, bàn chải, kem đánh răng, dao cạo râu, tăm bông và một số dụng cụ khác để phục vụ quý khách tốt hơn. Các bạn có nhu cầu đặt phòng, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình. Rất mong được phục vụ quý khách. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.